một xứ sở núi cao, rừng thẳm, hồ rộng, sông dài, một xứ sở tâm linh huyền thoại với những thánh địa thiêng liêng, những đền tháp ngàn năm, những dấu tích chiến công anh hùng. Đó cũng là xứ sở của những món ngon dân dã, những làng quê duyên dáng và những con người hào sảng, hiền hòa. Mời quý vị và các bạn đến với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Say. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với tạp chí du lịch ẩm thực Tây Ninh Mê Say kỳ này. Tấn Ngà đang có mặt tại ấp Lộc Du, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây 200 năm qua, bánh tráng phơi sương đã hình thành nên một làng nghề, một vương quốc của một món ẩm thực đặc sắc mà Tấn Ngà sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Dạ em chào anh ạ. Dạ. Em là Tấn Ngà. Không biết là anh tên gì vậy anh? Em Tiền. Dạ, anh Tiền. Tiền lớp dâu. Dạ. Bánh thì nó cũng sắp sửa khô rồi. Dạ. Mình trở lên cho nó bánh nó khô. Dạ. Bình thường là mình phơi những cái bánh tráng này trong bao lâu? Nó phơi từ cũng 2 tiếng đồng hồ. À tầm 2 tiếng đồng hồ đã khô rồi. Đã khô. Dạ. Ngày hôm nay em không thấy nắng nhiều lắm, không biết là mình phơi gì nó có hiệu quả không anh? Trời mát mát gió bánh dạ. Bánh ngon chứ nó dạ. Nó dịu nữa, nó dịu dạ. Hơn trời nắng. Đã hơn nửa thế kỷ nay, lò bánh tráng của bà Hai Nghiệp tại làng bánh tráng Lộc Du, Trảng Bàng luôn đỏ lửa từ sáng sớm. Trừ những ngày mưa bão, những chiếc bánh tráng phơi sương Trảng Bàng bắt đầu một vòng đời của mình từ những lò bánh mộc mạc dân dã như thế này. Những hạt gạo dẻo thơm bên bờ sông Vàm Cỏ Đông bắt đầu hành trình hóa thân để trở thành những dòng suối bột trắng tinh. Theo kinh nghiệm của bà con làng nghề, muốn làm ra một cái bánh tráng thơm ngon phải dùng gạo mùa và phải là gạo nàng miên, không được pha trộn với bất cứ loại gạo nào khác. Gạo được vo sạch, ngâm kỹ và thay nước liên tục trong 2 ngày xong đem xay nhuyễn. Chiếc cối xay bột thủ công ngày nào của ông Hai đã được thay đổi bằng chiếc cối xay máy khá bề thế, khiến chẳng mấy chốc những hạt gạo ngâm biến thành những dòng sữa bột trắng tinh. Để giữ gìn tổ nghiệp, sau bao năm vất vả bên lò tráng bánh, giờ đây bà Hai đã nhường lò tráng bánh lại cho cô con dâu. Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng có một đặc điểm mà không một loại bánh tráng nào có được, đó là chúng được tráng đến 2 lớp và phải thật đều. Chính vì điều đó mà chúng có thể đi trọn vòng đời của mình với các khâu chế biến ngoạn mục khác nữa. Gắn bó gần cả đời với những chiếc bánh, bà Hai không khỏi nhớ nghề. Và sẵn có dịp khách về làng nghề quay phim, bà vui vẻ nhận lời trò chuyện và hướng dẫn cho người dẫn chương trình cách tráng bánh. Hiện tại thì Tấn Ngà đang rất là háo hức và muốn bắt tay vào ngay cái công việc đổ bánh. Dạ. Nhớ ra đi múc bột đổ lên. Sau một quá trình làm vài cái bánh thì Tấn Ngà mới biết được là cái công việc này nó khó khăn như thế nào, đòi hỏi cái công sức và cái sự tỉ mỉ khéo léo như thế nào. Thường thì các lò bánh tráng ở Vương quốc bánh tráng phơi sương Trảng Bàng đều là cơ sở gia đình.
tất cả các thành viên trong nhà đều góp công sản xuất. Khâu phơi bánh dành cho những người đàn ông trong nhà, và đây vừa là nhân công phơi bánh, vừa là chuyên gia dự báo thời tiết, nắng mưa. Bởi nếu họ dự đoán sai, mẻ bánh gặp mưa sẽ nằm mê, không khô và đành phải đổ bỏ. Nhìn những chiếc vỉ tre đơn sơ mộc mạc chỉ đủ để phơi chừng hơn chục bánh, ta cũng đã thấy riêng công đoạn phơi cũng chẳng phải là một công việc nhàn hạ. Sau lần được định hình nơi lò bánh, chiếc bánh tráng tiếp tục được trui ràng qua lửa đỏ ở khâu nướng bánh. Có vẻ như lần này chiếc bánh tráng trảng bàn gần giống như chiếc bánh đa miền Trung. Đây là khâu chế biến có tính nghệ thuật nhất của việc làm bánh tráng phơi sương. Hai cây vỉ sắt để nâng và những động tác trở bánh điệu nghệ chẳng khác nào một điệu múa để giúp cho chiếc bánh chín đều, trắng phồng lên, trông thật ngon mắt. Quý vị và các bạn thân mến, để có được một miếng bánh tráng trắng tinh tươm và ngon lành như thế này thì một người thợ phải trải qua rất là nhiều công đoạn kỳ công. Mấy cái bánh kia là người ta có một lớp à, dạ. Còn bánh này nó tới hai lớp lận, thành ra phải nướng chứ bánh này không có ăn sống. Cứ lửa hờn vậy á, bánh mà lò nào tráng ngon á thì nướng xốp ngon à. Cô cho con nướng thử được không cô? Được. Dạ. Đó, dòm đây. Nha, dòm cái nữa đi. Dạ. Bây giờ là mình phải có cái kỹ thuật gì lật qua lật lại không cô? Lật coi chừng chừng thế. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là trên tay Tuấn Ngà đang là hai cái dụng cụ nướng rất là lạ. Và đây là lần đầu tiên mình cầm hai cái này luôn. Mình lật qua lật lại gì hả cô? Một ngày trong vòng đời hình thành chiếc bánh tráng phơi sương kết thúc vào độ hoàng hôn. Khi những giọt sương bắt đầu hình thành trên đầu cây, ngọn cỏ là lúc các nhân công phơi sương trải bánh ra đón lấy. Thường gọi là bánh tráng phơi sương, nhưng người trảng bàn còn có một cái tên gọi khác là bánh tráng thả sương. Những giọt sương tinh túy đất trời thấm vào từng chiếc bánh khiến chúng trở nên dịu dàng, mềm mại. Không phải bánh tráng mềm, cũng không phải như bánh đa, mà là sự hòa hợp của hai loại bánh này nên khiến chúng vừa dẻo, vừa thơm, vừa mặn mòi. Chiếc bánh tráng phơi sương như một cô thôn nữ thương khó, phải trải qua một nắng hai sương mới có thể duyên dáng nằm trên bàn ăn của món ẩm thực bánh tráng phơi sương trảng bàn lừng danh. Thưa quý vị và các bạn, giờ đây thì miếng bánh tráng trảng bàn sẽ bước sang một khúc biến tấu mới mà người dân ở đây gọi với một cái tên rất là thi vị, đó chính là thả sương. Thông thường là mình phơi bánh tráng này cô, là mình phơi thời điểm nào trong ngày cô? Từ 6 giờ chiều, ví dụ mà có sương là khoảng 15 phút đem vô. Phơi sương xong mình làm thành phẩm, bỏ mối cho mấy quán bánh canh để tha khách cuốn thịt luộc. Nhiều khi mấy cái đoàn mà ta đi tham quan á, ta rất thích nên mua nhiều khi 50 sắp, 100 sắp nguyên đoàn ta dặn trước, nhất là mùa tháng giêng là đi lại bà. Dạ. Đắt dữ lắm.
Là những cái mùa mưa, mùa gió thì không biết là mình phơi như thế này có gặp nhiều khó khăn không cô? Trời mưa thì không phơi được. Dạ. Thì cái bánh này mà có hạt mưa mà dính vô rồi thì nó dính lại gỡ không ra. À. Là phải bỏ hết, nó rã hết, nó không có độ dẻo như vậy. Thì nói sao, ngay cô? Có nhỏ cháu nó mấy người mà đây ta coi trời hay lắm. Như à. Con thấy bình thường đen chứ trời trong mà có sao là không sao. Còn con thấy mé này mà trời nó đỏ, có quần đỏ là yeah. nó biết mưa tới là nó gom hết, ít khi nào bị bánh ướt yeah. Cái hồi mà mình đắt thì mình tích lũy, cái hồi mà mình thất thu thì mình đắp qua. Kinh tế gia đình thì cũng rất ổn, nếu mình chịu lao động, mình siêng năng là mình sống yeah. khỏe. Như người ta đem đi nước ngoài, thí dụ như nước ngoài cho 50 kg, người ta đem đi đủ 50 kg đi. Dạ. Mình bán đắt thu nhập nhiều thì mình vui. Có lạc vào vương quốc bánh tráng phơi sương Lộc Du, Trảng Bàng, chúng tôi mới thực sự đồng cảm với những quyết định tôn vinh nghề làm bánh tráng phơi sương là di sản văn hóa phi vật thể. Vâng, tất cả các công đoạn đều thật công phu, độc đáo. Tất cả đều là sự hòa quyện của các yếu tố âm dương ngũ hành, của tinh khí đất trời. Tại sao người Trảng Bàng lại nghĩ ra cách chế biến một loại bánh tráng cầu kỳ và công phu như vậy? Lời giải đáp cho điều này có lẽ bởi khí chất nghệ nhân, nghệ thuật và sự cầu kỳ của người dân Trảng Bàng trong văn hóa ẩm thực và cả trong sinh hoạt ăn uống thường nhật. Thủy Tiên đang có mặt bên trong quán ăn Hoàng Minh Ba của chị Lâm Kiều Trinh. Và chị ấy chính là hậu duệ đời thứ tư của gia tộc họ Bùi, một gia tộc rất nổi tiếng về ẩm thực ở vùng đất Trảng Bàng. Và ngày hôm nay thì Tiên cùng với chị Trinh sẽ tìm hiểu và tham gia vào các quá trình chuẩn bị cũng như là chế biến ra món bánh tráng phơi sương Trảng Bàng cuốn với thịt luộc và rau sống ạ. Bây giờ là mình ra vườn mình hái rau để mình chuẩn bị cho món bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc rau sống đúng không chị? Trời ơi, mình có nguyên cái vườn rau ở nhà như vậy thì thích quá chị ha. Cái lá này là gọi là lá mặt trăng. À, lá mặt trăng. Khi ăn thì nó có vị chát chát mà nó thơm như mùi mận. Có người ta không biết, người ta cứ gọi là lá mận. Thì cái lá này ăn với bánh tráng rất là ngon, rất là thơm. Dạ, màu nó lại cũng rất là đẹp. Thật ra là rau là này là nó ở dưới sông. Chị trồng tại nhà để mỗi ngày chị ra chị cắt cho khách dùng. Nó lại vừa sạch, vừa ngon, vừa tươi. Rồi còn như đây nè. Dạ. Đây là lá trăm sắn. Lá trăm sắn. À, lá trăm sắn. Cái này cũng là thấy, cũng là bứng từ sông lên mình trồng. Dạ. Thì nó có hai loại, một loại trăm sắn, một loại trăm ổi. Trăm sắn thì cái lá nó màu đỏ, trăm ổi thì cái lá nó màu đen, hơi thâm thâm ra, nâu nâu chút xíu. Dạ. Cái lá này ăn thì nó cũng rất là thơm. Thì cái này mình ăn nó chát chát, mùi của nó giống như là cái trăm mình ăn vậy đó. À, vậy cho nên là nó mới có tên là cây trăm sắn, đúng không chị? Dạ. À. Cái lá sang ve này là bây giờ là rất là hiếm. À, cái vị nó rất là thơm nè, em ngắt ra em ngửi thử thì nó thơm hơn cái lá mặt trăng nữa đó. Dạ. Bây giờ mấy người lớn lớn tuổi họ ăn, họ thích cái lá này dữ lắm luôn.
cái này nè ha, nó vừa cho mình cái lá ăn ngon mà nó vừa có hoa cũng đẹp lắm, nhưng mà bữa nay hoa nó hết rồi, chứ mấy bữa hôm nó ra hoa đẹp đẹp hơn lá lọc vừng luôn á. À dạ, nó có cái vị khi mà mình ăn vô nó chát chát nhưng mà thoang thoảng cái mùi thơm rất là đặc biệt. Cái bữa này nè, đặc biệt nghe là mình xào thịt bò á, hoặc là mình với cá con để cuốn bánh tráng á, cũng rất là ngon. Cái này là bữa xong nè. Dạ. Cái lá nó tròn. Cái bữa rừng cái lá nó nhọn. Rau này đặc biệt của nó là mình cứ cắt cái đọt là nó cứ tự động nó ra. Có nhiều loại rau mình ăn để trị bệnh nữa đó. Dạ. Vâng, và sau khi mà cùng với chị Trinh hái rau ngoài vườn rồi thì bây giờ là Thủy Tiên cùng với chị Trinh sẽ chuẩn bị khâu tiếp theo để chúng ta có được một cái món bánh tráng phơi sương ạ. Cái này là chị lấy thịt giò đó em, chị lóc xương ra rồi là chị bó. Khi mà mình luộc chín rồi á, mình cắt kỹ ra thì nó sẽ ra một cái miếng bắp bó vậy. Bó vậy nó ngon, nó có ngân nè, dạ. Có thịt nè, nó có mỡ nè. Dạ, em thấy là chị cắt cái thịt nó rất là mỏng, rất là đẹp luôn. Thì không biết là mình đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm cắt thịt rồi ạ? À? Chị làm cắt trên 20 năm rồi. À, dạ. Đó, chị còn đi học là chị đã phụ nhà, chị bán rồi. Vâng, và quý vị có thể thấy là chị Trinh nó hiện tại đang rất là bận rộn bởi vì quán của chị Trinh thì lúc nào cũng rất là đông khách. Chị có thể chia sẻ một xíu là khi mà mình mang cái món bánh tráng phơi sương này nè, mình giới thiệu tới bạn bè ở những cái khu vực khác, vùng miền khác, rồi kể cả những cái bạn bè ở quốc tế nữa, thì cái cảm nhận của họ như thế nào khi mà ăn cái món bánh tráng phơi sương của mình ạ? À, thì họ rất là thích. Dạ. À, họ nói là cái món của mình vừa lạ, vừa ngon, và nó có những cái rau á, nó rất là đặc sắc. Quý vị, đối với món bánh tráng phơi sương Trảng Bàng thì chắc chắn chúng ta không thể nào thiếu được món nước chấm, đúng không ạ? Và với một người là rất là nhiều kinh nghiệm như chị Trinh đây, thì Thủy Tiên đang rất là tò mò không biết cách pha chế nước chấm của chị thì có gì đặc biệt, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Dạ, chị ơi, bây giờ chắc em sẽ nhờ chị dạy cho em hoặc là chia sẻ một xíu cho em biết về cái cách pha nước chấm đặc biệt ở chỗ mình ạ. Dạ. À, nước chấm thì mình quậy giấm đường mà mình bỏ nước mắm. Dạ. Mình quậy đều lên. Rồi mình bỏ tỏi, bỏ thêm chút ớt, củ cà rốt thêm. Dạ. Xong rồi mình mua về, rồi mình bào vỏ, mình rửa, rồi mình bào nhuyễn để mình bỏ vô nước mắm chấm á. Dạ. Cho nó nước mắm nó vừa ngon mà nó vừa đẹp nữa. Dạ. Mỗi nhà hàng thì có một cái bí quyết pha chế nước mắm riêng. Dạ. Đó, nên là cái bí quyết này thì chị xin bí mật xíu. Vâng, và quý vị thấy đây, trên tay Thủy Tiên đang là một cái chén nước mắm mà chị Trinh đã pha sẵn rồi. Với cái tỷ lệ công thức rất là đặc biệt của quán chị Trinh mới có thôi nha. À, và quý vị thấy không, màu sắc rất là đẹp. Thơm mùi như mùi xá xị vậy đó, có rau này mới ngon, nó mới đậm đà cái cuốn bánh tráng của mình. Dạ. Rồi em cuốn nè. Dạ. Em cuốn rau mỗi thứ một lá. Dạ. Xong rồi em cho một miếng dưa và một miếng giá. Rồi miếng đường chua.
sau đó là em gấp miếng thịt. Dạ. Rồi xong rồi mình rống lại. Dạ. Rồi. Dạ rồi em mời chị ạ. Rồi em chấm. Dạ. Rồi em dùng thử đi. Em ăn em nghe như thế nào? Ngon không? Thủy Tiên cảm nhận được là thứ nhất nha, chính là cái hương vị tinh túy của bánh tráng rạng vàng, bánh tráng phơi xương, không thể lẫn vào đâu được, vừa dẻo vừa có vị mặn mặn, rất là riêng biệt. Cái thứ hai là sẽ cảm nhận được cái vị ngọt của thịt khi mà mình luộc đó, nó vừa chín tới rất là ngon ngọt. Thứ ba nữa đó chính là không thể thiếu, đó chính là cái phần rau sống từ vườn nhà mình, rất là tươi, rất là thơm luôn. Kèm vào đó là một cái vị đặc biệt không thể lẫn vào đâu, đó chính là nước chấm. Vừa chua chua, vị nồng nồng của cái tỏi và bên cạnh đó là củ cải đỏ mình bào ra. Xin được cảm ơn chị Trinh ngày hôm nay đã tham gia cùng với chương trình, cũng như là đã mang lại rất là nhiều thông tin hay về món bánh tráng phơi xương. Và cùng với đó là đã tận tình hướng dẫn em cùng với quý vị khán giả tất cả các khâu làm sao để có thể có được một món bánh tráng phơi xương cuốn thịt luộc với rau sống thật là ngon ạ. Chị cũng cảm ơn Thủy Tiên và chương trình hôm nay đã ghé thăm quán. Kính thưa quý vị, bánh tráng phơi xương có hương vị đặc biệt không chỉ bởi sự ưu ái của vùng đất thiên nhiên nơi đây, mà bên cạnh đó còn là sự tài hoa của những người làm nên những chiếc bánh tráng cải vàng như thế này ạ. Còn bây giờ thì cho phép Thủy Tiên xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ. Có nhiều câu chuyện về nguồn gốc của chiếc bánh tráng phơi xương trảng bàng, nhưng câu chuyện sau đây được nhiều người hay nhắc tới. Thuở xa xưa, có một gia đình từ miền Trung vào trảng bàng lập nghiệp. Họ chọn nghề bánh tráng để mưu sinh. Một buổi chiều phơi bánh, cô con dâu do quá mệt nên khi gom đã lỡ quên hai vỉ bánh ở góc sân. Sáng ra thì mẹ chồng thấy vỉ bánh ẩm ướt, không ngon, liền định rầy la. Anh chồng thương cô vợ mới cưới, chưa quen được nếp nhà nên đã gỡ những chiếc bánh mềm mại sương đêm ấy và hái những lá rau quanh vườn rồi mời cả nhà cùng ăn. Không ngờ mọi người ăn đều tấm tắc khen ngon. Bà mẹ không la rầy cô con dâu nữa và từ đó món bánh tráng phơi xương ra đời. Và hơn 100 năm qua, bánh tráng phơi xương Trảng Bàng đã hình thành nên một làng nghề, một vương quốc của món ẩm thực rất đặc sắc. Càng vinh dự hơn, vào năm 2016, nghề làm bánh tráng Trảng Bàng đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nhiều nghệ nhân của vương quốc bánh tráng phơi xương Trảng Bàng đã được tôn vinh trong các lễ hội ẩm thực dân gian cấp quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, bánh tráng phơi xương Trảng Bàng đã từng được cả thế giới biết đến. Năm 2008, một công ty truyền thông của Mỹ đã thực hiện một chương trình ẩm thực về món bánh tráng phơi xương Trảng Bàng và phát sóng trên hai kênh truyền hình nổi tiếng tại Mỹ, có độ phủ sóng trên toàn cầu. Điều đó cho thấy xã hội đã dần dần biết trân trọng những giá trị truyền thống, nhất là những giá trị về ẩm thực.